làm một xe là anh đi dạo được cả mấy chốc làm một xe như là tôi không làm một xe đi thông dòng không phải. Chào các bạn nhé. Vâng, bây giờ là chúng ta cũng sắp đến giờ để có thể nói về cái câu chuyện mà chúng tôi đã nói trước và trong cái cuộc gặp ngày hôm nay. Và trong cuộc gặp ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy bên cạnh tôi ngồi ở đây gọi là anh Bùi Thanh Hiếu, từ blog Người Buôn Gió. Và anh chúng tôi đang ngồi ở một khu công viên ở gần cái nhà chúng tôi ở. Chỗ này đẹp đúng không anh? Chỗ này đẹp. Mà hôm nay là người ta đi bơi rất là nhiều, trời nhiệt độ 27, 28 mà nhiều người đi bơi hết. Đấy. Trẻ con vui đùa dưới nước. Ở đây nhá, lại còn hồ này nhá, là người ta lại còn cho còn những cái bãi để cho kiểu ra người ta bơi, người ta tắm nhá, nó không cấm như ở Việt Nam. Việt Nam là hồ này là không được bơi. Và không đúng được rồi. Tắm. Đấy các anh thấy không? Thế là quang cảnh những người dẫn trẻ con đi chơi trong cái khu công viên rất là thoải mái. Đấy. Rất là đẹp. Công nhận thành khu thanh bình. Cái hồ này cho bơi đâu? Yeah. Ở đây bao lâu rồi, bây giờ mình đi ra đây ngồi mình nhìn thấy người ta cho bơi ở ngoài hồ đấy. Vâng, hôm nay chúng tôi lại gặp lại các bạn và anh blog Người Buôn Gió sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mới và cũng như những cái nhận định của anh về tình hình chính trị Việt Nam hiện nay. Thì chào anh, như các bạn đã biết và các anh Người Buôn Gió đã biết là ông Nguyễn Phú Trọng hôm 21 tháng 6 vừa rồi đã xuất hiện, đột ngột xuất hiện sau một thời gian rất dài gọi là dưỡng bệnh. Thì đây các bạn cũng thấy hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng đây. Chúng tôi cũng đã trích đăng sẵn ở đây để các bạn cùng xem. Đó là việc mà ông ta đi ra, nhưng mà dường như là các ủy viên Bộ Chính trị hay một số người rất là chăm chú nhìn cái chân của ông ấy và dìu ông ấy, thì dắt ông ấy. Thì anh Người Buôn Gió, anh Bùi Thanh Hiếu, anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh về cái việc này như nào? Thứ nhất là ông Trọng là sau 2 tháng nay, bây giờ ông mới xuất hiện trên báo chí bằng cái hình ảnh của ông trước đây thì là ở cái hội nghị Trung ương 10. Thì ông ấy xuất hiện và ông ngồi ở trên bàn chủ tọa. Lần này thì người ta lại thấy một cái hình ảnh ông đang đứng. Mà khi đấy mà cái tôi để ý thì là cái bức ảnh chụp là cái chân phải của ông ấy làm chân trụ và chân trái là chân bước. Thì cái chân bước thì nó ít bị trọng lực hơn. Đây các bạn thấy là hình ảnh đấy. Tức là nó phù hợp với những cái nguồn tin nói rằng là ông Trọng ông ấy bị liệt một lửa phần nhẹ ở bên trái. Và sau cái tai biến đấy thì ông đang được các bác sĩ Trung Quốc người ta châm cứu, người ta bóp huyệt và người ta bấm huyệt và người ta làm vật lý trị liệu cho ông ấy để ông ấy hồi phục. Đấy, những cái bức ảnh này là anh nhìn thấy là chân trái của ông đang bước đi. Vâng. Đúng không? Vâng. Tức là nó không phải là cái chân trụ. Cái chân trụ phải là cái chân khỏe thì ông trụ bằng cái chân phải. Thì cái bức ảnh này thì nó cũng nói lên là ông là đang đúng như cái gì phù hợp với mà các cái nguồn tin nói rằng là ông bị liệt lửa bên trái và bây giờ ông đang phục hồi. Nhưng mà về cái hình ảnh này thì so với vài tháng trước đây ở Kiên Giang thì ông đã khá hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà để mà ông đi lại được rồi nói chuyện đi lại được như bình thường ấy thì nó phải mất rất là nhiều thời gian nữa. Và nếu mà trong cái quãng thời gian đấy thì có một cái vấn đề là các cái đoàn ngoại giao của các nguyên thủ của các nước đến Việt Nam mà thăm ấy thì nếu mà theo nghi thức ngoại giao thì ông Trọng là phải người đi ra cùng với các nguyên thủ khác duyệt đội danh dự. Thì đây là một cái chuyện nó rất là khó khăn mà không biết là ông Trọng ở trên cương vị chủ tịch nước thì ông sẽ giải quyết vấn đề này như nào. Nếu như chẳng hạn là chỉ vì ông ấy sức khỏe yếu và ông không thực hiện được cái nghi thức ngoại giao đón các nguyên thủ quốc gia đến thì đấy là một cái thiệt thòi rất lớn cho hình ảnh đất nước đang lúc bây giờ mà nó nhiều biến động như thế này, cần tiếp phải tiếp xúc quan hệ với nhiều quốc gia mà bây giờ người đứng đầu lại không có được cái sức khỏe đảm bảo để mà thực hiện những cái chuyện nghi thức đón tiếp đấy thì nó ảnh hưởng đến cái quan hệ ngoại giao, rồi từ quan hệ ngoại giao nó ảnh hưởng đến kinh tế chính trị của chúng ta rất là lớn. Vâng, các bạn đã nhìn thấy rõ hình ảnh, đây là hình ảnh đã đưa ra vào ngày 21 tháng 6 vừa qua là ông Trọng đã xuất hiện một cách rất đột ngột và ông ta đi. Nhưng mà các bạn hãy để ý xem là những cái thông tin mà báo chí cũng như người bình luận trên mạng đã đưa là mọi người rất chú ý đến cái chân của ông. Đúng rồi. Đấy, mọi người đang nhìn thấy cái chân của ông là rất là chú ý vào những cái chân của ông thì chắc là nó phải có cái gì ở trong đấy. Thì người ta đang theo dõi bước đi của ông ý như một đứa trẻ tập đi rồi là có đứng hay có đứng hay không để người ta xuống vào người ta vực ông dậy, mà nếu như mà người ông mà có bị ảnh hưởng gì tất nhiên là cái bức ảnh đấy sẽ không được ra ngoài. Tức là đây là toàn những người là thân tín ở trong đảng, rồi lần trước thì ông xuất hiện ở Trung ương Đảng, lần này thì ông xuất hiện ở trong cái Bộ Chính trị, tức là ở trong những cái khuôn khổ rất là hạn hẹp nội bộ đảng của ông để mà ông có thể là ông che giấu được, che đậy được cái tin tức về sức khỏe của ông. Và
thì quả thật là đúng vậy, ông ta đã đang đi và sau đó thôi thì còn có những cái người khác là dìu như ông Vượng đúng không? Ông Vượng cũng đang dìu giống như dìu đấy, thì anh giải thích thêm cái thông tin đó. Ông Vượng như vậy là ông là người tin tưởng của ông Trọng à? Đấy, đây thì cũng là một cái biểu hiện là ông Vượng sẽ là người kế cận ông Trọng, là ông đang chọn ông Vượng là người kế cận cho ông ấy trong tương lai. Thế thì cái hình ảnh mà anh Phúc mà bị ông Vượng với ông Trọng cùng giơ tay mà chặn lại thế này, anh thấy là thế nào? Đấy, nhiều người bình luận lắm mà không biết là tôi thì chỉ nghĩ rằng là đây là cái một cái biểu tượng mà ông Trọng ông ấy ngầm ông ấy gửi gắm lại với thông điệp với Trung ương Đảng với cả và nhân dân cả nước là cái người mà kế vị của ông ấy sẽ là ông Trần Quốc Vượng. Vâng. Và đứng đằng sau thì anh thấy là ví dụ mọi người thấy là ông Phạm Minh Chính này, đấy rồi những cái khác, và rõ ràng là ông Phúc là bị giống như bị chặn lại. Đấy. Thì rất là hay. Và thêm một bức ảnh nữa mà chúng tôi cung cấp đến các bạn, đấy là hình ảnh mà ông ta đang họp ở họp Bộ Chính trị ngày 21 tháng 6 thì ông ta ngồi, như lần này thì có vẻ như là ông ấy không đeo đai hay là người ta quay cao hay sao ạ? Anh đấy, các bạn có thể nhìn thấy ông có không thấy đai được cả. Không, tôi thấy lần này là chắc là rút kinh nghiệm của lần trước thì là họ bỏ đai, bỏ nước các thứ ra cho ông rồi, và có thể là sức khỏe của ông ấy tốt hơn rồi. À, thế tức là khả năng là ông tốt hơn và không phải đeo đai nữa. Wow. Nhưng mà có cái một cái câu chuyện như thế này mà chúng ta phải cần đánh giá là về cái người mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mà cái người được ca ngợi là người đang là cái người mà đang dẫn dắt, đang cầm lái đưa con tàu, đưa cái đất nước Việt Nam nắm giữ những cái vị trí quan trọng mà để dẫn dắt đất nước Việt Nam như ông Trọng, là bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao mà trước đây ấy thì ông Trọng trong cái vấn đề mà lựa chọn tiêu chí mà 4 cái vị trí, tức là 5 cái vị trí trụ cột, ngày trước là 4 vị trí thôi, về sau có thêm cái ông Trọng ông đưa ra 5 cái vị trí, là tức là ngũ trụ ấy, nó khác với ngày xưa người ta dùng tứ trụ, bây giờ là ông Trọng ông mở rộng thêm ngũ trụ là để đưa ông Trần Quốc Vượng được tiếp cận những cái nhanh chóng tiếp cận hơn vào trong cái vị trí quyền lực số 1. Thì ông Trọng ông có nói là các cái người mà tiêu chuẩn để mà vào những các vị trí đấy thì có những cái tiêu chuẩn là bảo đảm sức khỏe hết nhiệm kỳ. Thì chúng ta thấy là bây giờ là chính ông Trọng là người là ông lại là người quá tuổi, già, và cuối cùng là vừa xong là bị cơn bệnh tật như thế. Và ông ta không hề, ông thản nhiên, ông hề như không, tức là ông cũng không hề ý đến chuyện là trước đây ông đã từng mở mồm, ông nói là người khi mà ông Quang bị ốm rồi là ông Trọng ông có bảo là quy hoạch rồi là tiêu chuẩn lãnh đạo cấp cao rồi là phải là có bảo đảm sức khỏe hết nhiệm kỳ rồi ngày kia, mà bây giờ thì chính bản thân ông ấy tôi thấy là ông là một người rất là tham quyền cố vị, tức là lời mình nói ra nhưng mà cũng luốt lại và coi như không, rồi ông ấy có những cái ông ấy rất là trắng trợn, ví dụ như trước kia ông ấy quá tuổi rồi ông ấy ở lại trong Trung ương Đảng 12 để làm cố giữ cái chức Tổng Bí thư để tiếp tục, ông ấy bảo ông là trường hợp đặc biệt, là chọn lựa đặc biệt. Xong rồi đến lúc mà ông Quang ông chết đi thì cái chức mà chủ tịch nước thì có thể nhường cho người khác, nhưng mà ông ấy bộc lộ một cái nó tham vọng của ông ấy cực kỳ lớn, là ông bắt người ta là chỉ ra lựa chọn cho đúng một mình ông ấy. Ông đặt ra những cái tiêu chí mà cuối cùng là chỉ có một mình ông ấy là người mà lại là được vào cái vị trí chủ tịch nước đấy, và ông ấy ôm tiếp rồi ông lại cho người tung hô ông ấy rằng đây là lựa chọn của nhân dân, rồi là tình thế bắt buộc, rồi là trời ý trời ý dân, tức là ông ấy dùng mọi cái ngụy biện, mọi cái xảo trá để mới làm sao là ông ngồi được lại cái chức này. Bây giờ là đến thời kỳ là phải chuyển giao quyền lực, rồi là phải tìm người kế nhiệm các thứ, thì ông cũng tỉnh hay không, như người khác người ta có lòng tự trọng ấy, thì tôi nghĩ là ở cái tuổi cao như thế rồi, đã 2-3 lần mình quá tuổi tham lam thế rồi, mà bây giờ mà dành sức khỏe yếu như thế này 2 tháng rồi không xuất hiện, mà chỉ dám xuất hiện ở trong nội bộ đảng thôi chứ không dám xuất hiện trước mặt nhân dân, quốc hội ông có ra họp đâu, trước mặt nhân dân cử tri ông cũng không dám ra, chỉ loanh quanh ở trong cái văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Bộ Chính trị thôi, không dám xuất hiện ra ngoài vì để che giấu cái sức khỏe của mình. Tôi thấy là nó rất là bức xúc, chuyện cho người dân Việt Nam làm sao mà đi chọn một người lãnh đạo mà người ta cứ giấu giếm, người ta cứ loanh quanh lẩn quẩn như thế mà không làm được lãnh đạo một đất nước mà đứng đầu nữa, thì nó quả là trong cái đấy còn bao nhiêu người khác, người ta còn có năng lực, người ta còn có năng lực, người ta còn có sức khỏe, người ta còn năng động, người ta đi đây đi đó. Vâng, thì quả thật là cái bức ảnh mà chúng ta vừa chứng kiến trong cái cuộc họp chính trị Bộ Chính trị vào ngày 21 tháng 6 vừa qua thì đã gây một cái bất ngờ rất lớn trong và ngoài nước, và nhiều người cũng bình luận và hỏi
Thế thì có những cái bạn hỏi rằng là thế thưa anh người buôn gió, là theo anh thì cái ông Nguyễn Phú Trọng này có phải thật hay giả? Tôi nghĩ là chuyện này chuyện ông là Nguyễn Phú Trọng thật thôi, không phải có chuyện giả đâu. Thì mọi người cứ nhiều khi cứ nói là Nguyễn Phú Trọng giả rồi người này người kia giả, thì cái chuyện làm giả thì tôi nghĩ nó cũng khó lắm. Làm sao mà nó đưa được một người giả, kiếm được người giả ngay được như thế. Mình cứ nói cái chuyện gì nó tập trung nó vào, nó bớt cái chi tiết nó rườm rà đi, bớt những cái chuyện nó hoang đường đi tí cho nó tập trung. Vâng, cũng theo những cái nguồn tin mà chúng ta đã biết là những cái bác sĩ người ta chuyên về y khoa bên này của Đức họ cũng đã nói rồi, với một người tuổi cao 75 tuổi như ông Nguyễn Phú Trọng mà giờ bị đột quỵ lần đầu thì cái khả năng đột quỵ lần hai nó còn phải tiếp tiến. Thế anh có biết là cái tức là theo anh tại sao có thể sẽ bị đột quỵ lần hai một cách bất ngờ theo anh? Không, cái chuyện đột quỵ lần hai là do tiền sử người ta bị rồi, và ở cái tuổi tác nó như thế, công việc nó như thế, thì cái khả năng mà nó bị tiếp tục là cái chuyện nó đương nhiên nó sẽ xảy ra, chứ nó không phải là cái gì mà là phải khó khăn mà phải bí mật gì cả. Thế thì nếu mà đột quỵ lần đầu mà mất khoảng hơn 2 tháng mới đầu mới xuất hiện trở lại, và lần này thì không biết là sẽ xuất hiện bao lâu đúng không? Thì 5 tháng, 6 tháng. Thì lần thứ 2 thì anh thấy... Nhưng mà có cái là về sức khỏe ông bị đột quỵ như thế này, nhưng mà về đầu óc của ông thì tôi thấy ông vẫn rất là tỉnh táo đấy. Tức là ông vẫn rất là mưu mô xảo quyệt, hay là những cái toan tính của ông ấy nó vẫn như thường, chứ ông cũng không hề bị ảnh hưởng gì về đầu óc. Chính đấy là cái vấn đề mà cuối cùng là người ta ở trong trung ương nhiều người muốn ông ấy nghỉ mà sợ là không dám nói. Hello. Vâng, các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp từ Thời báo .de từ Berlin, và ngày hôm nay có mặt tại cùng với chúng ta ngày hôm nay là có anh Block Đinh Hiếu, và đây là chúng tôi đang ngồi trong cái khu khuôn viên ở ngay cạnh trụ sở của tờ Thời báo .de, cách đấy không xa, đây là gọi là vai sườn dề, và chúng tôi xin chuyển một số cái hình ảnh mà cái cuộc sống ở bên này, người dân Đức tức là ở nhà gọi là tư bản dễ chết đang sống ra sao. Đây là những người dân cuộc sống rất thanh bình, họ đi dạo, đi chơi và đi cùng trẻ con, và cái hồ này thì các bạn cũng có thể tắm đấy, các bạn thấy, và không hề bán vé thu tiền cái gì cả, đây là đều là ngân sách xã hội họ chi trả để dọn, và nhà nước sẽ lo cái việc này. Đây là những hồ, và hôm nay tôi đã mời anh blogger người buôn gió tức là anh Bùi Thanh Hiếu ra đây, và chúng ta đang tiếp tục theo dõi cái bình luận về những cái chương trình của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như là những phản ứng của người dân trong và ngoài nước trước tin mà ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột xuất hiện. Và theo như quan điểm của ông người buôn gió vừa nói thì ông ấy vẫn rất là minh mẫn và không có cảm giác rằng là ông ấy bị làm sao trong cái vấn đề là đột quỵ, với trí tuệ của ông ấy là ông vẫn. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục chuyển tiếp cái thông tin này để các bạn đặt những câu hỏi để chúng tôi cùng thảo luận và cùng với các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Đây là cái khu khuôn viên mà chúng tôi đang ngồi để làm cái chương trình này. Và đây các bạn cũng đã thấy rồi, thì anh người buôn gió có thể cho biết thêm những cái thông tin về ông Nguyễn Phú Trọng đấy, sau cái vụ đột quỵ này. Thì thế thì theo anh thì ông Nguyễn Xuân Phúc, trong cái lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng nằm gần như là mất tích như vậy 2 tháng, thì ông ta rất lăng xăng đi nhiều nơi, nhiều chỗ phát biểu nhiều. Thế thì anh đánh giá thế nào về cái hoạt động vậy của ông Nguyễn Xuân Phúc? Ông Phúc là một con người cũng rất là xảo quyệt. Nói chung là đi đến cái tầm này rồi thì cái nhân vật nào cũng là nhân vật xảo quyệt cả. Ngay cả những cái nhân vật Nguyễn Thiện Nhân ấy mà chúng ta thấy trước kia là một người rất là đủ đờ, rồi là hiền lành, có vẻ rất là ấy. Nhưng mà khi mà ông lên đến bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh rồi ấy, mà có thể là ông ấy tương lai là ông còn có thể lên tiếp làm chủ tịch nước ấy, thì chúng ta thấy là ông ấy bắt đầu bộc lộ những cái tính chất nó rất là xảo quyệt, nó không phải là những con người ông ấy trước kia. Thì cái cơ cấu của Đảng Cộng sản nó có một cái nó rất là hay, là khi càng vào đảng càng lâu và càng lên chức thì con người người ta nó càng xảo trá hơn, càng khốn nạn hơn, vì cái cuộc nó chiến đấu nó càng gay gắt hơn, mà nó càng thủ đoạn hơn thì buộc người ta là càng phải là thủ đoạn hơn. Thì ông Phúc này cũng là một con người rất là thủ đoạn, bề ngoài thì ông ta lăng xăng, ông đi khắp nơi, rồi thậm chí là ông ta còn thuê người viết một cái bài viết 4.500 chữ lý luận về vấn đề này vấn đề kia. Thực ra là ai cũng biết là cái trình độ của ông ấy viết CLML, ông còn đọc không xong, làm sao mà ông đủ ông viết được cái bài viết 4.500 chữ về lý luận. Nhưng mà ông ấy, tại vì cái tiêu chí của tổng bí thư là phải có trình độ lý luận, thế đâm ra là ông ấy phải thể hiện rằng là mình là cũng người có lý luận đây, rồi cũng viết bài viết ở đây để thể hiện như thế. Ngoài ra nhưng mà còn một cái chi tiết khác mà ít người biết là khi mà ông Trọng làm ở viện 108 ấy,
thì thường xuyên là ông Phúc vào thăm rồi lĩnh bợ là mong làm anh khỏe, mong rồi là cụ khỏe, rồi là cụ thế này thế kia, nhân dân mong chờ cụ lắm. Một mặt thì đi vào là lĩnh bợ ông trọng như thế, nhưng mà mặt khác thì ra ngoài là thể hiện là ta đây là khỏe khoắn, rất là năng động, rất là xông xáo, để tương phản với cái hình ảnh mà Nguyễn Phú Trọng là đang làm viện như thế kia. Tức là gần như là tao chửi vào mặt mày, tao khỏe mạnh như thế này, còn mày thì làm một xó như thế kia, mày là cái tư cách gì mà mày đòi hỏi đánh đạo đất nước. Tức là cái thông điệp của nó, thông điệp cái chuyện mà ông Phúc thì đấy là cái cơ hội của ông ấy thì đến, thì ông ấy phải dùng thủ đoạn để ông ấy đoạt ngôi là chuyện nó đương nhiên của cái tâm lý của những cái lãnh đạo cộng sản. Nếu mà ông Phúc mà ông không làm ấy thì những cái người khác như kiểu ông Trần Quốc Vượng hoặc là ông Phạm Minh Chính sẽ thành cái ekip mới sẽ lên, thì cái ekip của ông Phúc này nó không được mạnh thì ông tất nhiên là ông phải cướp ngôi thôi. Mình mà không cướp cái ghế đấy thì thằng khác có cướp thì mình thiệt hơn. Ở trong cái câu chuyện này thì tôi đánh giá cái sự nó vấn đề mấu chốt về cái chính trường Việt Nam sắp tới ấy, nó nằm ở cái sự mà quyết định của ông Phạm Minh Chính, cái người mà trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng ấy. Nếu mà ông Chính bây giờ mà ông theo cái phe nào ấy thì coi như là cái phe đấy là chắc thắng. Vì bây giờ nếu mà trong họp Trung ương mà ông Chính ông là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng mà ông ấy chỉ đưa ra cái đề nghị là cần phải xem xét lại sức khỏe của Quỳnh Tư mà ông can đảm ông nói câu đấy, thì tức là phe của Phúc và phe của Nguyễn Xuân Phúc rồi là Trương Hòa Bình là các thứ là sẽ hùa theo và đề nghị phế truất ông Trọng ngay lập tức. Nhưng mà được cái thì ông Chính này ông là một người mà chúng ta biết là ông là người rất là thân với Trung Quốc, và ông Trọng thì cũng là một người thân với Trung Quốc, cho nên cái ekip này là khó mà có sự bất ngờ từ phía ông Phạm Minh Chính thôi. Thì nếu mà nó cứ ổn định đều đều như thế này thì tôi nghĩ rằng là ông Phạm Minh Chính và ông Trần Quốc Vượng sẽ là những cái người mà chia nhau với chức tổng bí thư rồi chủ tịch nước, hoặc là ít nhất thì ông Chính sẽ lên làm thường trực ban bí thư, còn ông Vượng thì ông lên ông làm tổng bí thư. Ở đây các bạn thấy hình ảnh rõ rất rõ ràng trong cái lần xuất hiện gần đây nhất của ông Nguyễn Phú Trọng là 21 tháng 6 vừa qua, thì có thấy là đứng sau là ông Phúc, ông Chính cũng đứng bên cạnh, đúng không? Đấy, tất cả mọi cái nghe rất là vui vẻ, tươi cười, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn phải cầm tay dìu giống như là cái người mới ốm nặng dậy. Thì qua cái bình luận đó thì chúng ta cũng thấy có cái chính trường Việt Nam chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những sôi động trong thời gian tới. Thế ngoài ra thì bây giờ chúng ta cũng có những bạn đọc và hỏi là đề nghị người buôn gió và các anh cho biết cái thông tin về một cái người mà rất là đặc biệt, đó là trường hợp là ông Phạm Nhật Vũ đúng không? Và đây là hình ảnh của ông Phạm Nhật Vũ trong cái vụ mà AVK đã bị bắt vào tháng 4 năm 2019. Và ông Phạm Nhật Vũ này ấy, thì là cái người mà là em của ông Phạm Nhật Vượng, mà hiện nay đang rất là nổi trong cái vụ mà ra mắt những chiếc xe VinFast vừa qua và được khen, được chê và bình luận rất nhiều. Thế thì nhưng mà điều đặc biệt là hai anh em ruột với nhau thì một người lại đang ở ngoài rất nổi tiếng và được ông Nguyễn Phú Trọng, được ông Nguyễn Xuân Phúc gọi là đến khai trương, đến thậm chí ông Phúc đến lăng xăng đến rất nhiều để quảng cáo xe cho ông Vượng, Phạm Nhật Vượng. Thế nhưng mà ông Vũ thì lại bắt và hiện nay đang đợi để tiếp tục xét xử và chắc chắn là có thể lĩnh những cái án rất nặng, bởi vì cái vụ này thì liên quan đến rất nhiều tiền. Thế thì anh cho biết cái thông tin này, tại sao ở trong cái chính trị Việt Nam cũng như doanh nghiệp trong nước nó lại dính đến nhiều những cái chuyện như vậy? Cái chuyện mà về AVG này, tức là đã có bắt người nhận hối lộ rồi thì phải có người đưa hối lộ. Tức là đã bắt ông Trương Minh Tuấn rồi là ông Nguyễn Bắc Son, rồi ông Phạm Văn Trà, rồi tức là đang bắt người bên này rồi, mà cái vụ án mà bảo là đưa hối lộ và nhận hối lộ mà không có người đưa hối lộ thì không thể nào mà kết thúc được vụ án. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt hai cái ông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son kia rồi vào trong kia rồi thì các ông ấy khai ra ông Phạm Nhật Vũ thì về thủ tục pháp lý thì họ phải không thể nào mà tách được ông Vũ ra, thì họ phải có cái sự thỏa thuận với nhau rồi là để thực hiện cái việc mà bắt ông Phạm Nhật Vũ này. Chứ còn cái chuyện mà ông Phạm Nhật Vũ thì ông ấy cũng đã trả tiền hết rồi, ông ấy chỉ là người bán thôi, bây giờ ông muốn bắt thì tôi bán, tôi có làm gì đâu, đúng không? Thì bây giờ tôi bán thôi mà bây giờ bảo là như thế là hớ là thế lại thế kia thì tôi trả lại tiền. Nhưng mà cái vấn đề là câu chuyện lại nằm thêm cái chuyện là bây giờ là trong cái quá trình đấy là có cái chuyện mà hối lộ với nhau. Đấy, cái chuyện đưa hối lộ, đòi hối lộ với nhau thì bây giờ bắt được cái người mà nhận hối lộ rồi thì cũng phải bắt cái người đưa hối lộ.
Mà theo cái thông tin mà bạn đọc vừa hỏi ấy, thì ông đây là cái vụ mà rất lớn mà liên quan đến cả những quan chức cấp cao hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì tại sao bây giờ mới đưa ra khởi tố và để bắt như vậy mà từ trước đến nay cái vụ xảy ra thì rất lâu rồi? Cái này thì là xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mà nhiều năm nay là ông Trương Tấn Sang là người ông ấy luôn luôn là từ khi ông thúc giục là phải đưa cái vụ án này ra xét xử, phải bắt những cái người này người kia các thứ, tức là ông Trương Tấn Sang thì ông ấy có một cái là không bằng lòng về những cái người ở trong cái vụ AVG này, trước kia là không ủng hộ ông ấy trong cái việc mà ông ấy ở lại. Thế là bây giờ là sau này thì ông ấy mới là tức tối là ông ấy muốn là khơi cái vụ này ra, và ông ấy đi khắp nơi rồi ông ấy gây sức ép lên để phải đưa cái ông đưa hồ sơ, mà ông ấy có một cái thuận lợi nhất là cái ông Trương Hòa Bình là cái người mà ông Sang ông đưa vào đấy, thì là người bây giờ lại là phó thủ tướng nhưng mà lại nắm giữ về cái mặt gọi là các vụ án tham nhũng này, thì là ông có một cái thuận lợi đấy là ông ấy ép các ông kia là phải đưa ra. Chứ còn tôi thấy là ông Phượng, ông Phúc hay là ông Trọng ấy thì cũng đều ăn tiền của bên AVG hết rồi, có dính hết rồi, rồi các ông Tô Lâm rồi các ông Ngô Xuân Lịch rồi các thứ là đều có tiền hết. Anh bảo là một cái vụ việc mà bán cái AVG nó liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, làm sao mà bên công an rồi bên quân đội mà lại không có người nào mà dính vào được? Vâng. Không có người, phải có sự phê duyệt qua sự đồng ý thì mới. Anh bình luận thế nào về việc đúng là trước khi bị bắt ông Trương Minh Tuấn còn nọ viết một cái bản rất dài về kháng nghị đúng không ạ? Đúng rồi. Mấy chục trang. 45 trang. 45 trang đúng không ạ? Thì anh cái bình luận thế nào về cái bản kháng nghị này, tức là ông ấy đã trình bày rất nhiều những chi tiết và liên quan cả Bộ Công an đến chỗ ông Tô Lâm đúng không? Thế thì thế bây giờ là sao mà vẫn bị bắt vậy? Không, cái bây giờ là mạnh hơn thì bây giờ ông có tường trình nhiều thì ông cũng chả ai người ta nghe ông. Trước kia thì ông Đinh La Thăng thì trước khi ông bị bắt thì ông cũng có một cái thư ông ấy gửi toàn thể Trung ương để minh oan cho ông ấy, nhưng mà lúc đấy là văn phòng trung ương đảng ra luôn cái lệnh là bất kể ai mà nhận được cái thư đấy của ông Đinh La Thăng ông gửi thì lập tức là phải không được rời ra đọc mà phải trả lại ngay cho văn phòng trung ương đảng đấy. Tức là nó một khi là cái chế độ cộng sản thì nó làm gì có cái quy luật nào đâu, thằng nào mạnh thì thằng đấy nó có quyền, làm gì cho có thằng yếu được phép nào thanh minh đâu. Nếu mà ông muốn thanh minh thì ông học Đinh La Thăng rồi ông trốn ra nước ngoài ông thanh minh. Chứ còn ông còn ở trong đấy thì ông không có cái cửa gì để ông mà thanh minh cả, nó không ai cho lòi ông thanh minh. Lại nói đến cái vụ việc mà trốn ra nước ngoài, như các bạn đã biết thì vụ việc Trịnh Xuân Thanh ngày trước năm 2017 đã xảy ra ở đây. Thì ông Trịnh Xuân Thanh trước đó cũng đã ra khỏi Việt Nam, và khi ông ấy trong cái tòa án tôi đã thấy rằng là ông ấy đã rời khỏi Việt Nam và ông ấy biết rằng sắp bị bắt hoặc là bị những cái phe phái đánh. Thế thì tại sao những cái quan chức Việt Nam mà cộng sản mà người ta cấp cao thì có tiền nhiều thế mà họ không trốn đi, họ mang tài liệu ra nước ngoài để họ công bố, mà lại phải như ông Trương Minh Tuấn, ông công bố hơn 40 trang tài liệu mà cuối cùng vẫn bị bắt? Cái này thì tùy cái can đảm, tùy từng cái tính cách của từng người thôi. Có những người thì người ta có thể là thôi, người ta bỏ cuộc sống đấy, người ta đi ra. Có người thì người ta nghĩ rằng là thôi thì mình nhường rồi, là dù sao thì mình cũng là cấp cao ở chung quanh thế này cái kia, cũng là từng người ăn nhậu với mình thì họ kia các thứ rồi họ cũng giúp đỡ với mình, họ nói vào rồi là mình vài năm rồi mình bị xử nhẹ thì họ đều là trông chờ vào cái hy vọng mà tương lai nó bị những cái mức án mà họ nhẹ hơn hoặc là có thể là châm trước được thì họ không muốn đi. Chứ nếu mà tôi biết rằng, nếu mà họ mà biết rằng họ sẽ bị lại nhận mức án 30 năm tù hoặc là chung thân chung tiếc này thì tôi nghĩ rằng là họ cũng chuẩn rồi. Vâng, quả thật là những cái quan chức đó thì họ rất có điều kiện khi có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào trước đó, bởi vì họ chắc chắn là có nhiều thông tin đúng không, nhận được mà họ đã không ra, và bây giờ thì họ phải nhận những án rất nặng như ông Đinh La Thăng chẳng hạn, sau khi khởi tố hình như là bắt giam rồi là tìm không thấy tài sản tham nhũng, không bắt được cái gì cả phải không? Tức là khi mà nó kết tội rồi thì nó không cho mình, không cho đồng, kể cả đồng đội của nó, đồng chí của nó cũng cho thanh minh, và trước khi kết tội rồi nó tạo lên cái dư luận lên là rất là lên án, lên thành phần kia. Tôi nói chuyện với anh là riêng về cái chuyện đồng hồ của Trịnh Xuân Thanh đeo, tức là một cái bài báo trên Dân Trí đưa lên là cái đồng hồ đấy là mấy triệu euro, và trên thế giới là chỉ có 6 cái thôi. Họ nói thế và cuối cùng là cả dân chúng, là cả tôi thấy rất là nhiều người, kể cả người đấu tranh dân chủ rồi là cứ thế mà chửi là thằng thế này thằng kia thứ. Tức là cái chuyện nào nó phải đi chuyện ấy. Cái chuyện là Trịnh Xuân Thanh là quan tham quan chức nào là một chuyện, nhưng mà cái chuyện rành anh biết không, một cái đồng hồ mà tầm cỡ trên thế giới nó gọi là hàng limited, tức là nó tầm chỉ cần đến 50 cái thôi là nó rất là hiếm. Khi trước khi nó sản xuất 25, nó giới thiệu cái mô hình đấy, nó gửi catalog đấy đến những cái nhà sưu tập hoặc là đến những cái người sưu tập đồng hồ lớn trên thế giới hoặc là các nhà triệu phú, tỷ phú,
và nó giới thiệu cái đồng hồ đấy, và bên đấy là phải đăng ký mua, anh hiểu không? À. Tức là anh phải đăng ký những cái hàng mà gọi là hàng 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 limited, anh phải đăng ký anh mua. Rồi họ xét hồ sơ của anh là người này là người ta là có là doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới hoặc là thế này thế kia các thứ đủ ảnh hưởng thì người ta mới bán, chứ không phải không thôi thì mấy thằng mafia của Colombia hay là bên Nigeria cầm tiền mẹ hàng triệu đô người ta là mua đồng hồ làm được. Tại sao cái bọn đấy nó không có bao giờ là có những đồng hồ hàng triệu đấy? Vì nó chỉ bán được cho gọi là người ta gọi là giới tinh hoa quý tộc của thế giới thôi, chứ làm sao mà thằng Trịnh Xuân Thanh làm sao mà bác tiền đi ra mua được cái đồng hồ đấy. Nhưng mà khi mà đưa lên báo chí thì nó cứ khơi khơi ra là lấy Trịnh Xuân Thanh đưa đeo cái đồng hồ vài triệu rồi gặp ông bộ trưởng này rồi rơi ra khoe là ông có đồng hồ hay không, đồng hồ của tôi đeo vài triệu đấy. Tức là không bao giờ có chuyện nào thằng Thanh nó ngu đến mức độ đi cầm cái đồng hồ xong là khoe trước mặt cấp trên của nó đồng hồ tao vài triệu đây. Tức cái câu chuyện nó dựng lên nó rất là hoang đường, nhưng mà nó phục vụ cái mục đích là tiêu diệt nhau lên đấy thì nó sẽ dựng lên. Đấy. Vâng. Thế thì như vậy là họ ngay cả những quan chức trong nước với nhau thì họ cũng đấu đá nhau một cách kịch liệt như vậy. Rồi ôi thì anh thấy là trước khi mà Sử Linh La Thăng rồi bắt đầu hô hào đây là một thằng tham nhũng rồi là ăn hại tàn phá của nhân dân rồi là thằng lọ thế kia rồi là suốt ngày chúng nó uống rượu Tây Macallan, anh xem Macallan ở bên này tôi nói anh nghe nó bán 45 euro một chai thì mẹ tôi cả anh ấy lao tôi mua tôi cũng uống được có cái gì đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó chuẩn bị giết nhau thì nó tô vé lên nó thành chuyện xong rồi xong rồi thì thôi. Mà tôi cũng đã chứng kiến rồi, ví dụ như thấy ông Tô Lâm lúc đó mà Trịnh Xuân Thanh sang bên Đức thì có đi với nhau ăn nhậu trong chợ Đồng Xuân và uống rượu Macallan rồi nọ kia thì có ai nói gì đâu nhỉ? Thì không lẽ không ai nói gì cả. Mà thậm chí là các doanh nghiệp ở chợ Đồng Xuân này là doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp Đức à? Doanh nghiệp người Việt. Góp tiền nhau rồi bắt đầu mua rượu đến đây là để tiếp đón các phái đoàn hàng thường xuyên thì có sao đâu, lúc đấy thì có ai nói gì đâu. Đến lúc bắt rồi thì bắt đầu lại quay ra là thế lọ chứ kia chúng nó sang đây rồi chúng nó phè phớn lọ kia. Vâng, các bạn đang xem cái chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và ngồi với chúng tôi hiện nay là có anh blogger người buôn gió anh Bùi Thanh Hiếu, và các bạn cũng cứ đặt câu hỏi để chúng tôi và các bạn cùng thảo luận và chia sẻ. Và có một bạn, và ngoài ra bây giờ chúng tôi sẽ nói chuyện những cái vấn đề về ở Việt Nam ấy, thì theo anh thấy là có nhiều những cái doanh nghiệp là bảo kê có phải không ạ, được bảo kê của chính trị các cái như là bốt BOT để thu tiền. Và đây như các bạn đã thấy thì khi những người đấu tranh người ta nói rằng là những cái BOT này nó đây đang bị bắt như vậy đấy, đây là chị Huệ Như chẳng hạn đấy, Huệ Như bị bắt ở BOT Bắc Thăng Long Nội Bài bởi vì chị đấu tranh, còn đây là Đại Béo chẳng hạn đấy, là cái ông công an tại công an Sóc Sơn. Thế thì họ cũng đã gửi những cái kháng nghị thư rồi đơn từ để xin lại để lấy lại cái xe ô tô, bởi vì thu cả xe ô tô của họ mà mặc dù là họ chỉ đứng ở đấy để thu tiền và trả phí, nhưng mà họ vẫn không chịu cho thu tiền phí và vẫn để thu lại cái xe ô tô của người ta. Thì trong cái này đây là những cái đơn. Thế thì anh thấy thế nào mà những cái trường hợp mà BOT như Bắc Thăng Long Nội Bài đấy, thế vậy phải chăng là có những cái người chống lưng phía sau là quan chức cấp rất cao mà để không thể xử lý được những trường hợp như vậy? Cái về những cái bot lại này thì một cái chuyện mà rành là rất là nhiều quan chức rồi con cái của những quan chức ở trong Ủy viên Bộ Chính trị mà chúng ta trước kia gọi là một nhóm thái tử đỏ, tức là con của các Ủy viên Bộ Chính trị như nó như là nhà Thắng Dụ rồi là con cái Thắng truyền hình, con của Ngô Văn Dụ ấy, rồi là con của Phạm Xuân Nghị, rồi con của Phùng Quang Thanh, tức là một hội đấy đó với nhau rồi nó mở lên cái bốt này. Và như thế là các cái nơi khác, địa phương khác bắt đầu là các quan chức khác rồi nó cũng học theo và nó làm theo. Tức là cái bốt này là nó cổ phần của tất cả các cái con cái của quan chức, thậm chí là cấp cao nhất ở trong đảng. Đấy, và nó có chia tiền lại cho địa phương rồi chia tiền lại cho công an. Nó gần như là một cái trạm mà chấn lột để thu tiền dân được cái sự mà hợp pháp bằng cái công cụ pháp luật bảo vệ cho nó để nó cướp trắng trợn. Thì đương nhiên là khi mà những cái người mà chống lại đó rồi phản ánh lên cái việc đấy thì nó sẽ quy tội gây rối trật tự công cộng nó bắt thôi. Và thế đúng là quả thật là cái việc đấu tranh mà chống bốt bẩn là rất là khó khăn, bởi vì có phía sau lưng là rất nhiều con cái và những quan chức đã góp cổ phần vào đấy. Trong khi đấy là chúng nó lại được sử dụng được báo chí dư luận rồi nó chỉ trình, nó đưa cái hình ảnh người ta đứng ở đấy, xong người ta bảo là nó bảo là người ta là gây rối trật tự công cộng. Nhưng mà cái việc mà nó thu tiền, cái con đường thí dụ nó đầu tư là mất có 5.000 tỷ
đáng nhẽ thu trong vòng 5 năm mà nó thu được tiền rồi là đủ 5.000 tỷ rồi, và 2 năm nó tiền lời là ăn ra rồi, nhưng mà nó vẫn thấy lời được và không ai nói gì thì nó cứ tiếp tục như thế là nó thu. Và lúc đấy người ta bị 7 năm người ta thu tiền rồi, người ta cứ tưởng thành là đến một cái thói quen, và người ta không có ý định là người dân bình thường người ta không có ý định là tại sao là mày thu 7 năm rồi mày vẫn còn thu tiếp. Người ta không hình dung ra thế mà người ta cứ theo một cái thói quen thường lệ là người ta cứ đi qua đấy người ta nộp tiền. Đến bây giờ mà có những người ta lên tiếng, người ta phản ánh cái chuyện nó rất là bất công, bất hợp lý như thế thì người ta lại bị quy vào cái tội gây rối trật tự công cộng. Và tòa án nó sẽ không mở rộng là cái lý do, đáng nhẽ là cái lý do của cái người này người ta gây rối trật tự công cộng là gì. Đúng không? Đáng nhẽ người ta phải mở tiếp vụ án xem là thằng này nó gây rối trật tự công cộng nhưng mà mục đích của nó là gì. Đấy, thì người ta phải xem xét là cái nguyên nhân vì sao mà khiến nó động cơ để mà nó phải làm cái vụ đấy. Thì nó hoàn toàn nó không mở rộng ra vụ đấy, mà nó chỉ ngừng lại cái chuyện là người này là gây rối trật tự công cộng mà nó đưa người ta đi tù. Nhưng mà nếu mà như thế mà trong một cái vụ án mà chúng tôi thấy đi biểu tình hoặc là chúng tôi phản đối cái gì, nó bắt chúng tôi gây rối trật tự công cộng nhưng mà nó còn mở rộng vụ án là nó kêu là động cơ của chúng tôi là gì, là thù hận đất nước rồi muốn chống phá rồi muốn lật đổ, qua cái biểu tình này, qua cái hành động biểu tình gây rối này là để muốn là lật đổ chế độ tức là cái pháp luật nó bất công do một bọn quan tham và do một cái bọn quan chức nó cấu kết với các doanh nghiệp để nó đè lén, nó hút máu hút mủ, nó cướp bóc tiền bạc của người dân. Trong khi đấy thì người dân thì bao nhiêu người thì cơm không có mà ăn. Anh nhìn trong cảnh trong bệnh viện 3-4 người chen chúc trong một cái giường mà sống, ngoài đường thì không khí thì ô nhiễm, trẻ con học sinh bây giờ bé tí đã coi như là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi, thì cái chuyện đấy thì không thấy là được quan tâm. Vâng, các bạn đã thấy đây là hình ảnh của những cái người đấu tranh chống bốt bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài. Đây là, ví dụ đây là hình ảnh cô Huệ Như, một phụ nữ đang có thai đã bị những cái người mật vụ công an Việt Nam bắt dẫn đi. Đấy, tức là họ dùng cái công an để bảo vệ cái cho doanh nghiệp, đúng không? Một cách rất là thô thiển như vậy. Và gần đây thì trong thực ra cửa hội công an thì tôi không phải bảo vệ, nói chung là bọn công an nó chỉ là bọn bảo kê, là một bọn đầu sai, và bọn nào nó có tiền nó chi cho bọn công an, là chia phần là hôm nay là đi dẹp với bọn này, là bọn công an nó đi nó dẹp thôi, chứ nó không có cái khái niệm gì mà bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích cái gì đâu anh. Vâng, vâng, và hiện nay thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tổ anh chức, anh có biết là cái thằng Khá Bảnh ấy, là cái thằng danh con ở bên Bắc Linh, tức là đáng lẽ thì nó vẫn trước kia nó vẫn làm các thứ lung tung thì nó không đi tù đâu, nhưng mà nó tự dưng là nó hứng chí lên là đốt cái xe của bọn Honda, tức là để đổi lấy cái xe đạp điện của cái doanh nghiệp điện nào đấy, là kiểu là muốn quảng cáo. Thế là cái bọn Honda là mấy mẹ đưa mẹ lên ý kiến, nên là mẹ anh gặp trực tiếp anh Phúc, nó bảo anh Phúc ơi là cái thằng bé này nó láo, thế làm này thì ảnh hưởng gì uy tín của hãng Honda của bọn em nọ kia các thứ, thế là thôi là thủ tướng chỉ đạo xuống, ngầm chỉ đạo xuống mà cho thằng lĩnh tù. Cho nên là khi mà cái chuyện đấy bắt thằng đấy về tội cờ bạc tội kia, nhưng mà khi lên phóng viên truyền hình lại hỏi là lý do tại sao anh đi anh đốt cái xe đấy thế họ kia đấy để xe đạp điện đấy, anh thấy nó chuyện là tức là các doanh nghiệp đã cấu kết với nhau và dùng những cái có lẽ là dùng tiền, đúng không? Dùng tiền để mua những cái quan chức Việt không Nam. Phải là các doanh nghiệp cấu kết dùng tiền, mà chúng ta phải nói rằng là trước khi các doanh nghiệp hình thành muốn làm ăn thì cái bọn quan chức đã moi tiền của người ta rồi, và nó bắt người ta phải nộp tiền cho nó, và tự dưng là nó thành một cái mối quan hệ là cung cấp tiền cho nhau rồi, giống như BOT bẩn hay bốt bẩn đấy. Chứ còn nói vào doanh nghiệp mà tự dưng đến nộp tiền nó cũng là thiếu khách quan, nhiều khi là do các ông quan chức, các ông ý, mẹ đòi mẹ trước rồi ra thành một cái lối như thế, là lần sau có việc gì là cứ mang tiền đến mà nhờ thôi. Vâng, cũng xin thông báo với các bạn, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức được cái cuộc gặp của Đại sứ quán Mỹ với cả những cái đại diện của Dân Oan, đấy là chị Nguyễn Thị Tâm và chị Huệ Như, để họ nói lên cái nguyện vọng của người dân trong nước trước những cái áp bức bóc lột của quan chức địa phương đã tham nhũng và cướp nhà cướp cửa của họ và đuổi họ ra đường, và những cái khi mà pháp luật Việt Nam chưa được nghiêm minh và lại xử phạt những cái người mà người ta đấu tranh chống tham nhũng và chống bốt bẩn như là anh Hà Văn Nam hoặc là nhiều người khác. Và chắc chắn rằng tới đây Nghị viện châu Âu và những cái tổ chức và đất nước quốc gia khác họ sẽ có cái tiếng nói để ủng hộ người dân của chúng ta trong cái thời gian tới để đấu tranh chống lại tham nhũng như vậy. Và chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của một cái vị hỏi về cái vụ án Trịnh Xuân Thanh. Cái chuyện mà đánh nó đàn áp cái chị Huệ Như là một cái phụ nữ mà mang thai và bắt vớ cái cậu Hà Văn Nam ấy, nó còn có một cái lý do khác anh ạ. Ngoài cái mục đích là nó để trấn áp những cái người mà phá hoại cái việc kiếm tiền của chúng nó, nhưng mà nó còn cái sâu xa hơn nữa là chúng ta biết là cái đường cao tốc Bắc Nam đợt tới đây làm cho Trung Quốc vào đấu thầu, và Trung Quốc nó thầu rồi nó sẽ cũng lập lên những cái trạm bốt và nó thu tiền như thế. Thì bây giờ là nó bên nhà nước Việt Nam họ phải căng tay, họ làm mạnh,
để cho các nhà thầu yên tâm, Trung Quốc yên tâm là khi mà mày bỏ tiền vào đây rồi mày thu tiền đấy là bọn tao sẵn sàng là bọn tao bảo kê những đứa nào mà chống đối hay gây sự như cái bọn chống đối trước kia là bọn tao dẹp hết. Đấy nó còn có một cái mà nó còn có một cái thông điệp nó còn khác với cơ, chứ không phải là riêng cái chuyện mà nó chỉ để dẹp cái chuyện thu bốt bây giờ. Vâng, đấy là những cái nguyên nhân sâu xa mà anh Block Người Bốn Gió vừa chia sẻ thêm. Đó là việc cũng có thể là họ đã đàn áp mạnh tay những cái vụ mà biểu tình hoặc là những cái vụ mà chống bốt bẩn để cho họ chuẩn bị làm con đường cao tốc Bắc Nam do Trung Quốc đầu tư. Và khi đã làm như vậy rồi thì tất nhiên họ phải thu tiền, đặt rất nhiều trạm bốt như vậy, đúng không ạ? Đấy. Có một bạn vừa hỏi tôi về cái vụ án Trịnh Xuân Thanh như thế nào và Trịnh Xuân Thanh đã sang về Đức chưa. Thì tôi cũng xin chia sẻ thêm cái thông tin mới nhất mà tôi nhận được thì của từ bên phía bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh thì cho biết rằng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa được về Đức và ông ta vẫn bị giam giữ tại Việt Nam. Và phía theo dự kiến thì ông ta trong thời gian tới chắc có lẽ là chưa thể về trở lại Đức được trong thời gian ngắn. Bởi vì là theo anh, tại sao ông Trịnh Xuân Thanh chưa thể về Đức được trong thời gian này? Chúng ta thấy là có một cái việc là rất là buồn cười, là cái chuyện mà thỉnh thoảng lại có một cái người mà blogger mà cũng có tiếng rồi là mang tiếng đấu tranh ý, họ lại đưa tin là Trịnh Xuân Thanh là về Đức rồi đấy. Cái chuyện đấy là tôi thấy là thỉnh thoảng nó dấy lên câu chuyện đấy thì tôi không hiểu là cái người đấy người ta có ý đồ gì, hoặc là người ta có nguồn tin ở đâu, hoặc là người ta có ý đồ để gây rối dư luận là như thế nào. Thậm chí là ông Phạm Viết Đào ông ấy còn khẳng định rằng là Trịnh Xuân Thanh trả về Đức rồi đấy, sao hiểu gió chưa mở bia mừng. Tôi nói thật thì cái chuyện mà Trịnh Xuân cả Trịnh Xuân Thanh thì trước đấy, trước khi bị bắt cóc đã tuyệt giao quan hệ rồi. Sau này thì ông ta bị bắt cóc thì tôi bình luận thì như một người bình luận bình thường thôi, chứ không phải là có bay hay là anh em gì với ông ta cả. Trước đấy thì sau cái hồi tháng 3 tôi và ông ấy chia tay nhau, tôi bảo thôi đường ai đấy đi rồi thôi, tôi không có đề cập đến chuyện của ông nữa. Thì bây giờ ông Phạm Viết Đào ông bảo là tại sao Hiếu Gió là không ăn mừng thì tôi thấy đấy là cái câu chuyện về này nó rất là phức tạp. Có thể là một phe nhóm nào đấy người ta còn cố tình người ta khơi dậy cái chuyện Trịnh Xuân Thanh để cho cái phe nhóm mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ấy phải đau đầu. Đấy, thế nên ra thỉnh thoảng mới có cái tin là Trịnh Xuân Thanh về nước các thứ rồi sang được trả lại các nước rồi. Cái chuyện mà ông Trịnh Xuân Thanh này ông có trở lại Đức hay không ấy, thì bây giờ tôi nghĩ nó phụ thuộc vào ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Đấy, chừng nào mà hai ông này ông ấy chưa mà mất đời, ông Trọng bây giờ ông còn lên chức chủ tịch nước nữa. Bây giờ tức là phía Đức tôi nghĩ là họ phải đàm phán được một cái thỏa thuận là nếu mà trả Trịnh Xuân Thanh về thì Đức nó phải không dừng, không truy cứu cái chuyện đến Bộ trưởng Công an và cả đến Chủ tịch nước. Thì được thỏa thuận như thế thì may ra họ mới thả Trịnh Xuân Thanh về. Nhưng mà nước Đức thì người ta cũng khó mà người ta đi thỏa thuận được như thế. Đấy, người ta giao cho tòa án thôi, thì anh biết là tòa án bên này người ta được hành pháp, người ta độc lập, người ta trả liên quan mẹ thì đến ông Tổng Bí Thư hoặc là bà Tổng thống hay bà Thủ tướng Merkel không là cái gì cả. Người ta cứ thế, người ta cứ điều tra thôi. Thế đấy là một cái khó. Và khó như thế thì tôi nghĩ là cái việc này nó cứ dừng lại ở đây. Và ông Trịnh Xuân Thanh thì ông sẽ cứ ở trong tù. Chừng nào ông Tô Lâm hay là ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy còn đương chức thì phải qua cái nhiệm kỳ này, thì lúc đấy mới nói được. Qua cái nhiệm kỳ này khi các ông ấy về hưu rồi thì lúc đấy mới có thể nói chuyện được là Trịnh Xuân Thanh được trả về Đức hay không. Vâng, quả thật như các bạn đã biết, trong cái vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa trong năm 2017 vừa qua, ngày 23 tháng 7 2017, tức là ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc đi dự hội nghị G20 đúng không, ở Hamburg, với lời mời của Thủ tướng Đức để ông ta tham dự, vì không phải lý do là Việt Nam là hùng mạnh hoặc là được tôn trọng gì ghê gớm, mà đấy chẳng qua là ông ở Việt Nam là cái người mà đảm bảo cho cái, tức là điều hành cho cái APEC 27 tại Việt Nam, tại Đà Nẵng. Chính vì vậy ông Phúc được mời sang để sau đó còn mời những quốc gia khác tham gia, chứ cũng không có gì. Nhưng mà trong cái thời gian sang thăm Đức thì ông ta cũng đã đề xuất đưa đơn với bà Merkel, Angela Merkel, để đề nghị là dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà phía Đức thì đang mới nhận đơn mà chưa kịp xem xét thì 2 tuần sau thì đã xảy ra vụ bắt cóc. Không nói việc là chưa kịp xem xét hoặc là nước Đức bao che các thứ, là đấy là do những cái bọn dư luận viên của Đảng Cộng sản nó vô khống nó dựng thôi. Anh biết là ở đây người ta làm gì người ta cũng có trình tự. Tức là thứ nhất, nếu như anh muốn đưa một người mà dẫn độ từ Đức về Việt Nam ấy thì anh phải dựa trên một cái mà văn bản, một cái công hàm hai bên ký kết thỏa thuận với nhau ở cấp nhà nước, dựa trên cái pháp luật cơ sở nó phù hợp. Tức bây giờ anh không có những cái mà cơ sở đấy, người ta bảo anh là nếu mà anh muốn như thế thì anh phải xây dựng cho chúng tôi một cái về quy ước về công đô về dẫn độ giữa hai nước với nhau, rồi dựa trên cái công ước đấy, dựa trên cái đấy thì chúng tôi đưa hiệp định dẫn độ đấy thì chúng tôi đưa về. Nhưng mà bây giờ ông Việt Nam ông lại không muốn, ông bảo tôi chỉ muốn lấy cái thằng đấy về thôi. Còn mấy bao nhiêu thằng mang lang trộm cắp rồi là trồng cần sa rồi là
buôn ma túy hoặc là chăn dắt cái mại dâm ở đây thì thôi không muốn nhận về. Thì anh bảo là nếu mà khôn hơn người thế thì làm sao người ta nhận được, đúng không? Trong khi đấy là ông Trịnh Xuân Thanh đó, ông chỉnh đơn xin tị nạn. Và trong cái quá trình xin tị nạn thì người ta có là quy định rồi là thời hạn là 6 tháng, 1 năm hay bao nhiêu đấy. Thì khi nào mà cái cơ sở tị nạn, cái gọi là cái gì cao cái đơn cái cơ quan mà người ta xét cái đơn tị nạn, người ta mới bác bỏ cái đơn đấy. Và cái người lập đơn tị nạn đấy, người ta vẫn còn có cái quyền nữa là người ta đưa ra tòa án để người ta khiếu lại. Thì trong cái thời gian đấy là không được phép là trục xuất hoặc là bắt bớ người ta về. Khi nào tòa án Liên bang Đức là cái nơi mà cao quyền nhất, có quyền lực nhất, tuyên bố là chúng tôi khước từ cái đơn xin tị nạn của ông Trịnh Xuân Thanh này, thì lúc đấy mới xét đến việc là ông Trịnh Xuân Thanh này nhập cảnh vào Đức có hợp pháp không, và ông ấy phải bị dẫn độ về theo cái điều chuẩn là tiêu chuẩn nào, tiêu chí nào của Đức. Đấy nó còn cả một cái quá trình dài như thế, chứ không phải người Đức người ta làm khó giấy hoặc là người ta là không trả về rồi người ta thế này thế kia, nhưng bọn một số người, bọn dư luận viên rồi chúng nó chửi bới rồi chúng nó xuyên tạc đi về cái việc cái hành động của người Đức này. Cái điều mà chúng ta cần phải lên nói rõ cho mọi người ta biết đấy. Vâng. Vâng, như các bạn đã biết cái chia sẻ về những cái thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều những cái chuyện ở trong và ngoài nước, từ vụ ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đã bị đột quỵ tại Kiên Giang, và sau đó bây giờ ông ta vừa xuất hiện vào ngày 21 tháng 6 vừa qua với hình ảnh có vẻ khá tiều tụy và đi như là có vẻ là có người dìu hoặc là ông phải đi rất chậm. Rồi những cái vụ án mà xảy ra như vụ AVK là do ông Phạm Nhật Vũ là đã bị bắt giữ, và ông Phạm Nhật Vượng thì trong thời gian vừa qua cũng đã ra đời và cho ra và xuất xưởng những chiếc xe ô tô VinFast và đang được bán ở trong nước, quảng cáo rất nhiều. Và bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng là đứng ra để giới thiệu và cho cái sản phẩm này. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã điều tra rất nhiều về chiếc xe, và các bạn cũng đã thấy là về vấn đề khí thải, về vấn đề chất lượng thì còn nhiều cái chuyện để chúng ta bàn tiếp. Và hôm nay chúng ta cũng có mời anh Bùi Tinh Hiếu, tức là blog Người Buôn Gió, để nói chuyện cùng các bạn. Và chắc chắn rằng trong câu chuyện này sẽ còn nhiều những cái thông tin mà chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp cùng các bạn trong những cái lần truyền hình tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới của Thời báo.d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái cuộc nói chuyện của chúng tôi. Và xin chào các bạn. Vâng, xin chào các bạn.